Trong video lần này, mình sẽ tóm tắt 100 ngày sinh tồn phiên bản 1.21. Cập nhật lần này có tên là Tricky Trial, được nhiều hướng mới mẻ như là công trình mới tên là Trial Chamber. Đây là một dạng công trình dưới lòng đất, trong đây sẽ có lòng spawn như là skeleton, zombie, nhện và đặc biệt có một con quái mới tên là quỷ gió. Khi đánh xong bọn quái, chúng ta sẽ nhận được cây đồng hoặc cây xanh và một vũ khí mới chính là The Mace, có tên gọi khác là cây chùy. Bỏ qua Trial Chamber, tiếp đến là loài chó. Lần này không phải là một loài mà rất là nhiều loài khác nhau. Bản cập nhật lần này thì mình rất thích là loài sinh vật mới tên là Tatu, tiếng Việt là tơ tơi đấy. Bạn muốn biết rõ hơn thì hãy xem hết video nhé. Ngày đầu tiên mình sinh ra tại khu rừng Bạch Dương, kế bên hình như là cái biển đấy các bạn. Nhìn từ xa hái dưới nước là một con tàu đắm, phía bên kia là khu rừng taiga. Mình liền đi chặt gỗ và chế tạo cây cúp gỗ, lên thời kỳ đồ đá, làm liền cây cúp đá và cây rìu đá, vứt cây cúp gỗ, chế tạo một con hiền, rồi chèo ra tàu đắm. Rừng đầu tiên, rừng thứ hai, rừng cuối cùng không có kim cương, phải hệt chứ. Mình lên bờ rồi lấy hạt giống vân sam, lấy quả mọng ăn cho đỡ đói. Mình quay lại chỗ spawn rồi lên đường tìm nơi thích hợp để sinh sống. Những chú heo dễ thương. Mình đang đi dọc bờ sông thì thấy một thứ khá là quen. Bên đây là khu rừng nhiệt đới, còn bên đây là khu rừng savan. Rồi trong tàu đắm này không khác gì cái tàu đắm hồi nãy. Tàu heo. Ôi, một con zombie mini đuối nước cầm cây đinh ba hả? Trời vừa tối vừa mưa cứ buồn buồn hết nhỉ. Thôi đi ngủ cho đỡ buồn. Ngày thứ hai, sáng sớm đập vào mắt mình là một cái làng. Sau 7-7-49 lần thì mình đã học được cách châm đồ của mấy khối dân làng. Tôi nhìn thấy hình bóng quen thuộc, một anh da trắng nhìn như anh Niyui, mà anh da trắng này đô con hơn. One hit. Sau những ngày mệt mỏi, tôi cung cấp cho mình những ổ bánh mì thơm ngon. Mấy khối dân làng này rất bừa bộn nha. Tôi quyết định sinh sống tại ngôi làng này, chế tạo cây cúp sắt rồi lên đường đi mai. Thật xin lỗi các bạn, lúc này là mình tìm được kim cương và chế tạo full bộ giáp sắt, nhưng mình quên quay các bạn à. Tiếp theo là mình phải kiếm thật nhiều diamond để chế tạo full bộ giáp kim cương và không thể bỏ qua những quặng khác. Cuối cùng thì mình đã kiếm được kim cương. Múc xô nước, nếu mình có rơi từ độ cao xuống thì còn cứu được. Nói thật các bạn, là con skeleton trong hardcore bắn ảo lắm á. Nếu mà bạn không mặc giáp thì nó bắn bạn hẹo luôn á. Mình mặc giáp sắt còn muốn hẹo, nói chi mà không giáp. Đi ma vừa khó khăn vừa hiểm trở mà gặp thằng giả trâu nè các bạn ơi. Ôi, một bé salam mini nè. Không biết mình có may mắn không nữa mà mình toàn tìm thấy kim cương không à. Càng ngày càng nguy hiểm nên mình sẽ chế tạo full bộ giáp kim cương nha. Sau mấy ngày lanh hoanh với hang thì mình đã tìm thấy cái hang động tươi tốt các bạn à. Và lấy một ít obsidian để mình thử test kỹ năng cho mấy bạn xem nè. À, tạch rồi đó. Mình sẽ bắt một bé axolotl về nhé. Sau những ngày mệt mỏi với hang thì mình cũng đã lên mặt đất rồi các bạn ạ. Lấy hạt giống vân sam ra trồng, chế tạo cái sản, cây kiếm, sắp xếp chỗ mới cho dân làng, chuyển chỗ dùm cho bọn chúng đến chỗ mình đã sắp xếp, mở rộng ra, làm đường đi cho di chuyển dễ hơn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đào đất nhé. Mình đi chặt một ít gỗ rồi chế tạo hàng rào, rồi đặt ra để che chắn cho tụi dân làng tránh bị zombie cắn. Mình đã vô thành công tụi dân làng rồi các bạn ạ. Trồng lúa để lấy hành tội hay chống vô biên, rồi đặt cổng địa ngục. Mình đi đào sỏi để lấy đá lửa, rồi chế tạo bật lửa, chuẩn bị đồ ăn để qua địa ngục. Let's go. Ủa, mình đang ở đâu vậy? Cái bên là biome rừng xanh, rồi mình đi qua khu rừng đỏ lấy một ít nấm nâu. Ô, mình đã tìm được phôi chết rồi, một pháo đài khủng khiếp. Mình đã tìm thấy lòng spawn của quỷ lửa, nhưng bọn chúng đông quá, cháy như FIFA luôn. Chạy. Bọn chúng đông muốn nổi mình phải đi núp các bạn ạ. Trời ơi, lửa đau phải. Mới được một que, chắc này phải tốn thời gian lắm á. Mình mà có hút kháng lửa là bọn chúng biết tay với mình rồi. Mày hả mày? Thôi nói thật là nó đau lắm á. Trời ơi, đau vậy. Đông quá. Trời ơi, giờ mình phải đi núp các bạn à. Tủ que bị lửa rồi, giờ thôi. Mình có ghé biome rừng xanh để giết mấy con Ender, đợi đến gặp Ender rồi chế mắt Ender đi tìm Strong Home mọi người ạ. Về nhà nhâm nhi và miếng thịt các bạn, chứ đói quá rồi. Con gách này muốn tết công chuyện quá à. Mày hả mày? Ây da, bách sình này không có nhiều vàng mọi người ạ, nhưng mà thôi có đỡ hơn không. Chúng ta phải cẩn thận. Con heo pixel cầm liều mất phang vô đầu mình thì mình chỉ có đai thôi bạn.
Cái rương đầu tiên mình mở ra là cuốn sách Linh Hồn, Vụn Netherite và Mẫu Đèn Trang Trí. Qua cái rương thứ hai mình tưởng may mắn nhưng mà cái nịch. Và mình đã dụ được một anh heo cầm cung, tưởng anh ấy sẽ cho mình Ngọc Ender nhưng mà không, không có một viên nào cả. Xuống dưới đây mở rương ra thì mình được Mẫu Đèn Trang Trí, mình vào cổ đại. Sang cái rương thứ hai thì mình may mắn mà mở ra được Mẫu Đèn Đứng Cấp, mọi người à. Bỏ qua những sự may mắn thì tôi vẫn gặp xui xẻ mọi người à, tại cái đường đi của tôi rất là hiểm trở. Khi trở về tôi cho bọn dân làng ăn bánh mì để sinh con đẻ cái và lên đường kiếm Stronghold. Khi đi qua chỗ này, tôi đã bắt gặp được một em sói mới. Em sói này ở trong biome rừng sòi mọi người ạ. Thời gian thì cứ trôi và tôi đã kiếm được tròn hông mọi người ạ. Trời ơi, cái cổng không cho tôi một con mắt nữa mà. Ủa vậy là thiếu hả? Trời ơi, đi tìm thôi. Thư viện đây rồi, mở ra. Ui, da trọng ốm mọi người ạ. Da trọng ốm này hình như là ép vào cái chì mọi người. Mình sẽ lấy một stack sách nha. Mẫu rèn, Ngọc Ender và cuốn sách tào lao. Trên đây là Ngọc Ender, mẫu rèn và một cuốn sách chạm hỏng ba. Hoài hên quá. Ủa vậy là đủ Ngọc Ender rồi. Let's go. Ủa. Trời ơi. Sao quanh chỗ xấu như vậy? Mình sẽ dùng cây nỏ bắn những cái trụ này coi. Rồi mình test cái nỏ bắn chúng dễ hơn hay không. Mục tiêu tiếp theo của mình là con rồng này nè. Bon. Đúng là con hằng lằn. Easy. Hấp hấp hấp. Y trứng giờ ổ lộn trứng rồng. Qua tìm cánh thôi. Ây da. Ui, mém chết. Cuối cùng mình cũng đã hái được NCT. Nhưng mà bằng một thế lực nào đó, OBS mình bị lỗi. Nên là mình không quay được khúc tìm cánh và có rương Suker. Mình đã vừa được đến nhà và giết một con Reaper để lấy hút súng và bay lượn tung tăng mọi người ạ. Mà công nhận bay đã thiệt. Hiện tại mình rất cần hút súng nên mình sẽ đi đập đá và xây máy farm kinh nghiệm mọi người ạ. Pháo hoa thì cần hút súng thì mình cũng đã đào đá rồi, nhưng mà cần thêm mía nữa mọi người ạ, để chế tạo ra giấy. Bây giờ mình sẽ xây chỗ trồng mía nha. Vì mình đã nhắc một lần về cái việc đào đá nên mình sẽ không nhắc lần thứ hai nữa và mình tiếp tục đào mọi người ạ. Khế đào huyệt ai chẳng cần sắt nên là mình sẽ xây nguyên một cái máy farm sắt cỡ nhỏ nha mọi người. Giờ mình sẽ đặt bàn phù phép ra để detect hại khi mình bỏ rương Suker vào trong rương Ender. Tàn đồ quan trọng trong đó trời. Làm lại chỗ này cho tụi dân làng. Mình muốn nó đẹp nên là mình sẽ lắp cái kính mọi người ạ. À. Và đào sâu xuống 2, 3, 4 block gì đó. Trắng ra trắng, vàng ra vàng. Cũng ok đấy chứ. Ủa còn cái này nữa. Quên. Mình sẽ ngăn bọn chúng bằng một bức tường. Bên sẽ là học người sách sửa chữa hay là chạm hỏng gì đó. Một bên là sinh con đẻ cái. Sao mình không xây hẳn một cái máy farm đá nhỉ? Ok bắt đầu nào. Rồi đứng trong đây AFK thôi mọi người ạ. Công việc thì cũng khá là đơn giản, mình chỉ cần AFK và đào đào thôi mọi người ạ. Mình đã chuẩn bị số lượng đá để xây máy farm rồi, tìm chỗ thích hợp để xây, chắc chắn là giữa biển rồi. Từ đây đặt lên tầng 200 thôi. Rồi mở rộng ra. Mọi người xem ở remote nhé. Xin chào mọi người nha. Mình đã xây xong cái máy farm kinh nghiệm này rồi mọi người ơi. Thì tiếp theo là mình sẽ lụm. Chưa chưa để mình giết hết tụi này cái.
Rồi mình sẽ làm lại cái chỗ này nhá. Cái này lên. Ui, nó nổ đấy. Ui, sợ nổ quá. Ok. Nếu chưa an toàn hơn thì an toàn hơn thì mình lấy cái này nè. Đây. Ngon lành cành đào. Thế là đồ sẽ không bị văng ra ngoài nữa. Và kèm theo đó là nó sẽ đưa dơi vào trong đây. Ngon. Hút súng nè. Quầy. Ở đây farm kinh nghiệm là ok. Ok mọi người ơi, mình đã xây cái chỗ này xong. Sẽ đặt ở đây. Nãy giờ mình farm hút súng mọi người à, để có pháo hoa bay mọi người à. Chắc giờ mình sẽ qua lấy quỷ lửa nhé. Rồi chứ tạo ra một cái rương đặt ở đây cái này rồi. Yes sir, hên quá. Thì ra nó nằm trong đây mọi người ạ. À, có quả trứng rồng và đầu rồng đầy gia trọng 4 nhữ 3. Gia trọng 4 này là ép vô cái chùy mọi người ạ. À, mình đã có tất cả mọi thứ, giờ mình sẽ đi phù phép nha mọi người. Ôi giời. Yes sir. Cái xẻng này ngon rồi mọi người ơi. Mình đã phù phép xong. Cái kiếm là mình chưa phù phép thôi. Và cúp tới giờ ta 3 hiệu sức đồ mềm mại nè. Cái xẻng thì đồ mềm mại luôn. Rất là ngon nha. Cái cung thì mình chỉ hiếu dòng vô hạn thôi. Enchant đồ xong mình thấy mình làm cái gì cũng dễ á mọi người. Trời ơi, đương nhiên rồi. Công việc tiếp theo của mình là đi đào cát, nung ra kính rồi đắp lại chỗ chân làng. Công việc cực nhọc nhất là phải tìm minh đinh mọi người ơi. Đập cái này muốn trầm cảm luôn á. Trải qua đắng cay ngọt bùi, cuối cùng mình cũng đã tìm được dân làng sách minh linh mọi người ơi. Tiếp tục đi tìm zombie để cho dân làng với zombie chơi chung với nhau. Sẵn tiện thấy một em cuốn nên là thần phục luôn. Zombie đây rồi, heo tao có cái này thú vị lắm zombie à. Lắp lại để không cho zombie đánh trúng dân làng này. Rồi chứ mấy bạn ơi, không thôi mất nữa. Phi vụ thành công. Tụi bay cùng nhau đóng băng trước chia phút chia xa đi. Tụi nó bắt đầu vui đùa với nhau rồi kìa. Oh my god, anh dân làng của tôi tại sao lại thành da xanh rồi? Công đoạn tiếp theo là chê hút yếu đuối. Đây, nó sẽ biến thành chê hút yếu đuối và mình sẽ bỏ hút súng vô, có thể quăng được. Nó rồi. Ủa? Chết. Mày rồi, kính cháy được. Trời ơi. Bao nhiêu công sức của mình. Thôi, đành chịu thôi mọi người ơi, chứ biết sao giờ. Tiếp tục đi tìm Minh Tinh thôi. A few moments 38, what the heck? Mày ra đây. Mày ra đây. Mày ra đây. Mày ra đây xong rồi nhá. Ok. Sau bao nhiêu phút chờ đợi hồi hộp thì cuối cùng đã thành công. 13 Ngọc Lục Bảo hả? Cũng được. Bên đây thì cho tụi dân làng học nghề này. Nghề này thì dùng gỗ chế tạo ra que rồi quy đổi với mấy con dân làng này rồi sẽ được emerald. Mình cần rất nhiều emerald nên là mình sẽ chặt một số lượng lớn cây để trao đổi với dân làng nha mọi người. Quy đổi ra gậy rồi, trao đổi với dân làng nào. Mending đây rồi. 4 cuốn. Bây giờ mình sẽ ép những cuốn sửa chữa vào bộ giáp. Khi có sửa chữa rồi thì mình sẽ không sợ hư giáp nữa. Mình bắt đầu lên đường tìm cái hấp canh của tụi Billy xưa. Mình thấy khu làng này có một cái cây hoa anh đào nên mình chặt lấy hạt giống đem về trang trí để phái băng. Tìm cái hấp canh công nhận khó rồi các bạn ơi, nãy giờ mình tìm mà không có thấy. Đi nãy giờ sao lẹt qua cái biome Savan luôn rồi. Phát hiện một con tatu chế tạo một cái chảo quét. Rồi quét lên người nó. Thành tựu tatu có ngoan không nè? Không nha. Cuối cùng thì mình cũng đã tìm được cái hấp canh của tụi Villager. Từ nhà mình đến đây nó rất là xa đấy các bạn.
Mình cần tìm là con Belizer cầm cờ, cuối cùng nó cũng đã hiện diện. Khi giết nó chúng ta không nhận hiệu ứng, mà đổi lại là một cái bình. Cái bình ấy sẽ có từ loại điểm số 4, điểm số 3, điểm số 5 gì đó. Mình đã có những chai hút điểm xấu. Và bây giờ sẽ đi về dọn hết cái cỏ này, xem một cái map farm to tầm. Bước cuối cùng là mình sẽ đem con dân làng này là cái chỗ máy farm đó nha mọi người, mới kích được hoạt máy farm này. Đúng rồi. Đây rồi. Ok, mình đã hoàn thành được map farm to tầm. Giờ mình sẽ chắc là uống cái này vô mọi người. Nó sẽ có một hiệu ứng đỏ. Phim 100 Ê, Ripper, phiên bản 1.21 này nó rất là mới lạ và rất là thú vị. Mình giết con cầm cờ thì nó không có hiệu ứng, nhưng nó sẽ rơi ra tùy loại mình hút điểm xấu khác nhau, như là điểm số 2, điểm số 3, điểm số 4 gì đó, điểm số 5 luôn. Và mình đang có lại điểm số 2 và nó cho chuẩn bị 30 giây chuẩn bị mọi người. Cuộc xâm lược là diễn ra. Rác chắc là mình phải lấy thêm cái chuông. Và như thế này nó sẽ không đánh được mình. Ok. Vật tổ trường sinh đây rồi. Béo xin cu te. Bản đồ hữu hách. Đây là tấm bản đồ tìm ra Child Chamber. Địa điểm Child Chamber thì nó cũng gần nhà mình các bạn hả. Và nó nằm ở đây. Mình đào xuống. Thành tựu Minecraft phiên bản hữu hách. Đây là cái lầm spawn vừa mới cập nhật. Khi mình uống những chai điểm xấu này vào thì tăng độ khó các bạn à. Bỏ qua những chuyện khó đi. Chuyển thôi. Cuối cùng thì cũng đã gặp được nó, chính là nó, quỷ gió. Nó rất là khó chịu các bạn ạ. Đang đánh nó hất tung mình ra. Cây con này vãi. Nó kháng được cung tên luôn á. Ôi trời ơi. Đây là cái hòm khô báo cùi. Và mở ra đồ trong nó thì cũng cùi các bạn. Đây mới chính là cái hòm xịn các bạn ạ. Phát súng đầu tiên. Báo vàng enchant cũng tạm. Tiếp tục đánh trò chamber để tìm cái cây xanh các bạn ạ. Đây là một loại mỏ rèn mới. Và mình đã tìm cách khác để mở hòm kho báu này. Ôi, cảm xúc vỡ òa. Ôi rồi ơi, mình mở đúng 2 lần và canh đúng lúc. Ôi rồi ơi. Hay là mình đã đỡ tốn công đi tìm tiếp các bạn à. Còn bây giờ thì tìm những cái thứ mà mình còn hiếu các bạn. Sau khi làm phanh MU quá lâu thì tôi cuối cùng cũng đã lên bờ và đào một ít cát để chế tạo TNT rồi đi đào Netherite. Tôi lên máy farm lấy một ít thuốc súng rồi chế tạo TNT. Tôi xuống địa ngục tìm một nơi thích hợp rồi đào xuống tầng 12. Khi đã xuống tầng mà mình muốn rồi đào hẳn một đường đặt TNT rồi phát nổ.
Dù đào không có nhiều nhưng mà đủ số lượng các bạn ạ. À, tôi chỉ cần là nâng cấp bộ giáp full Nerai thôi. Trên đường đi về tôi gặp được các bác sinh. Tới hồi chậm cấp rồi. Dù đây là nhà của mấy con heo, bọn chúng rất là đông, nhưng bọn chúng vẫn hua tôi một cái. Đó chính là lút xong rồi bỏ chạy. Cái passion thứ hai rồi, bọn chúng tới công chuyện mình rồi. Sau đó mình có ghé sang Forget lợi giết một cái con bộ xương, ai ngờ nó rớt ra cái đầu luôn. Sau đó rồi về đem mảnh vỡ cổ đại đi nung, rồi chế ra phôi Netherite. Nhưng bản hiêm mẫu đèn nâng cấp, rồi nâng full bộ giáp Netherite. Cho con dân làng học nghề tiếp. Lại là bản đồ khám phá Trial Chamber. Mình tiếp tục xuống là Phanh MU. Và có một thành tựu mới về con quỷ gió này các bạn à, kiểu giống như con gát vậy á, các bạn xem nè. Ủa cái quá tờ hát gì thế, bên đời zombie hả trời, gì mà đông như vậy. Mình nên kiếm một con nhân làng trao đổi sách gia trọng 4 để ép vào cây chùy cho nó lên gia trọng 5. Một cái tổ ong. Bắt vài em chó trong biome rừng sồi. Trời ơi cute quá. Nhìn một lên bộ giáp của những em cuốn. Những chiến binh của mình lên mấy farm của mình, farm một ít thuốc súng rồi chế tạo pháo hoa, rồi xuống địa ngục farm đầu của tụi skeleton đen. Sau khi mấy ngày ở đây thì Minecraft cho tôi nhận ra là mình quá xui. Sau khi đủ số lượng đầu wither thì mọi người thử nghĩ xem bước tiếp theo mình sẽ làm cái gì nào. Đó chính là Watchtron House, đặt cổng địa ngục, rồi Border End triệu hồi wither. Và mình sẽ thử một hit của cây chùy, coi con Wither nó có chết hay không.
Mình sẽ dụ nó đánh mình để one hit dễ hơn. Mục tiêu tiếp theo của mình là một sinh vật dưới đồng đất, chính là Warden. Và mình đã chuẩn bị đủ số lượng pháo hoa totem để đi xuống dưới đó rồi. À, mình đùa thôi, mình chưa đủ totem đâu mấy bạn. Tại vì con Warden nó rất là mạnh, nên là phải chuẩn bị một số lượng totem khá là nhiều. Mình sẽ mở rộng cái chỗ này ra mọi người, mình sẽ đặt một cái beacon. Đây, đầu tiên mình sẽ đặt khóa sắt nha mọi người. À thì không có đủ sắt các bạn, nên là mình đặt đỡ ngọc lục bảo, vàng, kim cương gì đó lấy hả. Trời ơi, thế là mình phải AFK máy farm sắt rồi. Thì mình chỉ mới có đầu nhanh một thôi, đầu đỡ thôi chứ biết sao giờ. Cuối cùng thì mình sẽ xuống đánh cái con Warden này, một loại sinh vật cai quản cả một cái thành phố. Thì mình đánh xong con Wither Warden và mình sẽ về nhà xây dựng cái chỗ này nha, làm sao cho chỗ này nó chiêu chiêu nhất có hả các bạn ạ. Ok, cảm ơn mọi người đã xem hết video này của mình. Nếu thấy hay, hãy cho một like, một đăng ký để ủng hộ Odin nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.